Hello, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Bendy Run, let's go. Let's go. Chiếc diều này nhắm thì ông ta sẽ mất 2 máu. Và khi các bạn ăn được cái gạch thì ông ta chỉ mất 1 máu thôi. Và khi các bạn ăn được miếng sắt thì ông ta sẽ mất 3 máu thôi. Okay, let's go. Rồi, mình sẽ chọn chiếc gì. Let's go. Ông ta còn 8 máu thôi. 6 máu. 4 máu. Ok. Wow wow wow. Chuyển luôn. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Evin Kiss, let's go. One day. Ok, 1 triệu nước. Bây giờ thì mình sẽ vào đây để lấy nước. Quên, mình sẽ xem ở đây xem có... À, ở đây có một cối pin. Thank you.
Skimmer. Okay, let's go. Rồi, có pin này. Mình sẽ để luôn xuống dưới hầm. Okay, let's go. Wow, cố pin để trôi ra kia rồi. Giờ mình sẽ thắp nến ở đây. Đây có 5 cái nến. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Rồi, chiếc chìa khóa này mình sẽ mở ở đây ra. Sau đó thì mình sẽ vào trong này lấy một chiếc chìa khóa để mở hộp dương. Trong hộp dương thì có một mật mã màu cheesecake. Let's go. 9504. Ok.
Rồi. Và mình đã chuồn ra khỏi ngôi nhà có cậu bé ma này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Roblox, let's go. Zoning server. Trên Titan. Mình sẽ chọn anh chàng siêu nhân đi. Được, anh chàng lại đi rồi. Đang đánh nhau ở đâu? Rất là đông. Đây rồi. Wow, đều trôi hết xuống đây. À, cứ tưởng trôi. Đâu rồi? Ok, let's go. Tiêu diệt tiếp nào. Oh my god, chết rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderilla The School. Đây là một tựa game nói về một bóng ma trong trường học. Ok, let's go. Mình sẽ mở căn phòng này đầu tiên, xem có gì ở đây không. Không có gì ở đây. Rồi, sang căn phòng tiếp theo. Oh, mà xuất hiện luôn. Hút mất 1/3 cái máu của mình rồi. Và ở đây thì lại không có gì. Rồi, nó lại xuất hiện tiếp. Thôi, mình làm tí máu đi. Tiếp tục, căn phòng này xem có chiếc chìa khóa nào không. Không có một chiếc chìa khóa nào. Và cũng không có một cái gì. Rồi, và mình sẽ sang lan can tiếp theo. Lan can bên này. Let's go. Không có gì ở đây. Nhặt chiếc chìa khóa này lên nào. Ok, let's go. Cũng không có gì ở đây tiếp. Đây rồi. Một món đồ. Tất cả là phải 8 món đồ thì các bạn sẽ thoát khỏi ngôi trường này. Ok, ok, ok. Wow, xuất hiện mà nó bắt mình phải nhìn. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lên trên tầng 2. Thôi thôi, vào đây ăn tìm máu đã. Chị chết. Ok. Rồi, mình vừa nhìn thấy một chiếc chìa khóa trong này. Xem còn gì ở đây không? Không còn gì. Tiếp tục mình sẽ ra ngoài.
mình sẽ mở cánh cửa ra trước. Đây là phòng ăn. Phòng ăn rất là rộng nhưng lại không có gì bên trong. Tiếp tục mình sẽ sang phòng bếp. Wow, một con gấu. Oh my gosh. Đó, các bạn cứ đi xung quanh từng căn phòng một, sau đó các bạn sẽ phải tìm 8 món đồ này. Và khi tìm đủ 8 món đồ này thì các bạn sẽ thoát khỏi ngồi trong môi trường học có ma này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Đây là một tựa game ma. Và tựa game ma này thì các bạn trốn thoát con ma này rất đơn giản thôi. Bằng cách là khi nó le các bạn thì các bạn sẽ vào trong một căn phòng nào đó, thì nó sẽ không vào bên trong phòng, cho nên là các bạn sẽ không bị sao. Tựa game này thì các bạn phải đi săn đồ và truy tìm 20 túi tiền và những con chữ số để các bạn ghép vào và thoát khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà rất là nhiều phòng. Vướng chiếc ghế này. Con mắt này thì các bạn biết được là nó đang đi hướng nào. Và con mắt này là con mắt mà các bạn có thể gọi là trực tiếp như kiểu mắt của nó soi xem nó đang đi đâu. Ồ, nó đang ở gần đây. Đây, các bạn sẽ ấn vào đây. Và nó đang đi ở dưới này. Cái này như kiểu nó hòa vào mắt của nó. Và các bạn, mắt nó nhìn như thế nào thì các bạn nhìn đi các bạn. Rồi, nó xuống dưới rồi. Ok, let's go. Wow, nó lại quay lại. Con này có sở thích quay đi quay lại rất là nhiều lần. Rồi, lại đi rồi. Không biết nó đang đâu. Nó đang trên tầng. Vậy thì mình sẽ phải xuống dưới tầng hầm. Rồi, và các bạn cứ đi xung quanh và tìm đủ những món đồ. Khi đó thì các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Slender Rising. Map này đi. Let's go. Tựa game này thì các bạn phải đi xung quanh và tìm những bức hình gắn trong những map này. Sau đó thì các bạn sẽ phải thu thập nó. Và khi gặp Slenderman thì các bạn phải chạy trốn thật nhanh và quay đi thật nhanh. Nếu không thì ông ta sẽ bắt các bạn mất. Rồi, và mình sẽ đi vào sâu trong đây xem thế nào. Ồ, ở gần đây có một cái đây. Không biết đang làm ở chỗ nào. Đây rồi. Một bức hình. Rồi, tiếp tục đi tìm tiếp. Ở gần đây tiếp tục có cái nữa. Bức hình thứ hai. Tất cả các bạn phải đi thu thập 7 bức hình tất cả trong một cái map của Slenderman này. Vâng, không biết ông ta đang ở đâu. Có tiếng bước chân. Ông ta, chạy thôi. Còn rất là nhanh, cho nên các bạn phải khẩn trương thật nhanh. Ở đây có một tiếng khóc của trẻ em, sợ thật. Rồi, mình sẽ chuồn ra đường này thật nhanh. Thank you.
một nhà rất là rộng luôn. Chỗ này cụt rồi. Đây là một căn phòng. Ôi mẹ con, ôi mẹ con. Rồi. Chạy thôi. Không còn là bị bắt rồi. Ôi mẹ con. Khi chúng ta đến gần các bạn là các bạn không thể trốn thoát rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Kiri Brani. Let's go. Rồi, chờ mình chút, mình sẽ vào lại. Play. Ok, let's go. Oh my gosh. Level 1 mình đã thua rồi. Mình sẽ cố gắng. Đây là level 0. Level 0 thua. Ok. Rồi. Không sao. Once. Đợi tiếp tục. Wow. Anh chàng này gần đây. Cho anh ta đi luôn. Ok, let's go. Bắt đầu mình sẽ thắng liên tục thôi. Nên level 5 luôn. Level 5 này hơi khó một chút. Ok, let's go. Level 3. Đã luôn, sợ thật. Có phát chết luôn. Các bạn làm sao để tránh những cái gọi là khi mà người ta chiếu soi. Tại vì khi mà các bạn đi vào đúng đường điểm đó thì sẽ bị đánh ngay. Và họ đánh rất là nhanh. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Mr. Granny. Wow, ok. Rồi, mình đã nhảy vào trong nhà ông Mr. Granny này rồi. Ông này là một ông bán thịt heo. Nhưng mà nhìn chúng ta rất hung dữ luôn. Rồi, chỗ này không có gì. Đây là một nửa con heo. Bắt đầu mở cái cửa này ra. Sau đó thì mình sẽ chui xuống đây. Trong này có gì không? Oh my gosh, bị đẩy ra. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.